Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Store Thiết Bị và mình là Phát. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm mình nghĩ là sẽ rất là hot và cũng như sẽ nhiều anh em rất là cần cái sản phẩm này. Đó là, không phải là cái này. Đây mới thực sự là sản phẩm mà ngày hôm nay Store Thiết Bị muốn giới thiệu tới anh em về những cái sản phẩm công cụ vừa rồi. Thì vừa qua thì Store Thiết Bị cũng đã giới thiệu với anh em rất là nhiều loại thùng của các thương hiệu rất là nổi tiếng, ví dụ là Tactic hay là những cái thùng của thương hiệu Stanley. Và ngày hôm nay Store Thiết Bị sẽ giới thiệu cho anh em một cái hệ sinh thái của cái thùng là thùng T-Sac của thương hiệu The World. Thì thùng này sẽ được tích hợp lên rất là nhiều sản phẩm, cũng như là nếu như mà anh em nào mua những cái máy mà có được tặng cho anh em một cái thùng T-Sac thì anh em vẫn có thể trồng được lên đây luôn. Và kết cấu của nó, anh em có thể kết nối lại với nhau và di chuyển rất là dễ dàng. Với cái sự gấp nối của nó sẽ là sự cái một cái bánh xe, một cái mâm bánh xe, bao gồm cho anh em 4 cái bánh xe, cũng như là sẽ có một cái tay cầm di chuyển rất là tiện lợi. Thì ngày hôm nay Store Thiết Bị cũng có một cái ví dụ để cho anh em có thể hình dung ra ở cái bánh xe này, cái nguyên một cái xe đẩy này nó sẽ như thế nào, và cũng như là anh em có thể để được diện tích khoảng bao nhiêu và các thùng như thế nào. Thì bây giờ Store Thiết Bị sẽ giới thiệu cho anh em nha. Thì đầu tiên sẽ giới thiệu cho anh em về cái những cái thùng ở có hiện tại là ở Store Thiết Bị trước. Thì mình sẽ giới thiệu trước, tại vì mình sẽ gắn ở trên đây sẵn rồi cho anh em xem và hình dung thử về cái mẫu của các mẫu thùng của cái thương hiệu The World về cái dòng T-Sac này. Rồi, đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho anh em cái thùng DWST17808. Đây là một cái thùng cũng là của T-Sac luôn. Thì về kết cấu thùng, anh em thấy về cái chất liệu nhựa của cái T-Sac này thì rất là ok, và nó sẽ rất là cứng cáp, cũng như là tay cầm của nó sẽ là tay cầm thanh nhôm. Và cái màu đặc trưng của thương hiệu The World có cái tem chống hàng giả, cũng như là về cái chất lượng và cái màu sắc, anh em thấy màu rất là đặc trưng. T-Sac thì anh em có thể bật cái nắp này lên và anh em có thể thay cái miếng dán trong đây là một cái tên của anh em, hoặc là anh em có thể thay thế bằng một cái logo nào đó ký hiệu là cái thùng này là của mình. Ví dụ như là mình là Phát thì mình sẽ ghi trên đây Phát, rồi sau đó là cái thùng này là của mình. Đó thì rất là đơn giản. Đầu tiên thì anh em khi mà mở thùng này ra thì anh em thấy sẽ có những cái hộc như thế này. Nó sẽ chia ra làm hai hộc nhỏ hai bên và một hộc lớn ở trung tâm, và hai hộc dài. Cái này thì anh em có thể đựng những cái mũi khoan cũng như là những cái mũi đục, thì rất là tiện lợi cho anh em khi mà anh em làm việc. Rồi, đó là cái ngăn đầu tiên ở trên. Và khi mà mở thùng này ra thì anh em thấy là anh em sẽ có thêm một cái diện tích cũng khá là to như thế này. Anh em sẽ bỏ có thể được những cái body máy và những cái như là pin sạc dự phòng kèm theo để anh em có thể đem thi đeo để anh em làm công việc, công trình của mình. Rồi thì giá của chiếc thùng trên là mã là DWST17808, vẫn có bán lẻ nha anh em. Nếu như mà anh em nào mà cần mua lẻ thì vẫn có bán lẻ luôn. Thì DWST17808 có mức giá là 798.000 là cho cái ngăn trên đầu tiên này. Bây giờ mình sẽ lấy ra cho anh em xem là cái thùng nó sẽ bự như thế nào. Đây, thì cái thùng khi mà trên tay nó sẽ bự như thế này. Đây là một cái mã đầu tiên 798.000. Anh em có thể có hai cái quai cầm, một cái quai cầm ở bên này anh em xách giống như là một cái vali khi mà anh em đi du lịch, còn nếu không thì anh em xách công cụ anh em để vào sợ nó lắc cái máy thì anh em đựng, anh em sẽ sử dụng cái tay cầm bằng nhôm này rất là tiện lợi. Đó thì bây giờ là một cái thùng đầu tiên. Và hai cái thùng tiếp theo thì theo mình là anh em sử dụng hai ngăn như thế này là rất là nhiều đồ khi mà anh em để đây anh em sử dụng đựng những cái vật liệu nhỏ. Thì cái thùng này có điểm gì đặc biệt, anh em có thể kéo ra, nó sẽ có hai ngăn như thế này. Một ngăn trên nó sẽ chia ra làm cho anh em được là 3, 6, 9 ô vuông này để anh em có thể đựng những cái vật liệu nhỏ. Ví dụ như là anh em có thể đựng được những cái mũi khoan, những con bù lông, con tán, hoặc là những cái vật dụng nhỏ tùy theo cái sở thích của anh em. Để mình xem thử cái này nó có dở lên được. Được nè anh em. Thì cái thùng này anh em có thể những cái thanh ray này anh em có thể mở ra, anh em kéo ra, hoặc là để anh em có thể điều chỉnh được cái kích thước của cái ngăn. Đó là cái ngăn trên. Và cái này khi mà anh em khóa lại, ở trong này nó có một cái khóa nha anh em. Anh em muốn sử dụng thì anh em phải bấm vào cái nút ở bên trong này anh em mới có thể sử dụng được cái thùng này.
Đó, thì ngăn dưới nó cũng sẽ tương tự thôi, nó cũng sẽ có 9 cái ngăn để cho anh em khi mà anh em làm việc anh em cũng có thể đựng được và cũng như là có thể điều chỉnh được những cái học ngăn ở đây. Anh em có thể tháo ra luôn để anh em bỏ những cái vật liệu nó sẽ to hơn một tí. Thì thùng này rất là tiện cho anh em nào, ví dụ như là anh em sửa xe thì anh em mua nguyên một cái combo này sẽ rất là tiện cho anh em. Đó, đó là cái thùng thứ hai. Thì cái thùng thứ ba, khi mà mình lắp cái này thì mình cũng cảm thấy là cái thùng nhỏ đó nó cũng rất là tiện cho anh em khi mà anh em để những cái vật liệu nhỏ. Đây, đây là một cái thùng riêng thôi nha. Nếu như mà anh em mua một cái thùng này riêng thì nó sẽ kết cấu như thế này. Đây, thì anh em xem ở phần dưới này nó sẽ có cái mã là DWST17804, là thùng của hệ sinh thái là T-Shark của Dewar. Và cái này để mình xem thiết kế, nó sẽ sản xuất tại Israel nha anh em. Những cái mẫu thùng T-Shark này nó sẽ sản xuất tại Israel. Và giá của một cái thùng mà DWST17804 này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em ngay. Cái 17804 này sẽ có mức giá là 1.198.000 cho một cái hộc có hai ngăn kéo ray như thế này. Anh em thấy cái đường ray của nó nè, kéo ra kéo vào rất là nhẹ, cũng như là không có phát ra những cái tiếng mà gọi là gây khó chịu cho anh em á. Ở bên trong cũng sẽ có một cái khóa, anh em thấy cái phần này là một cái khóa nè, để cho anh em có thể bấm vào nó sẽ lẫy ra và anh em mở ra được cái tủ. Anh em thấy đưa ra đưa vào nó rất là dễ dàng cũng như là trơn tru luôn, để cho anh em làm việc. Đây là cái chỗ để anh em kết nối lại những cái thùng với nhau, cũng như đây là mặt sau của cái thùng. Và kèm theo của cái thùng này nó sẽ có một cái catalog để cho anh em có thể xem được những cái thùng của hệ sinh thái của thằng mà T-Shark đó. Còn về kích thước để mình xem thử, ở đây thì trên này nó không có ghi kích thước. Mình xem thử trong catalog nó sẽ ghi kích thước như thế nào. Đây, thì cái thùng đầu tiên mà nãy mình giới thiệu với anh em á là DWST17808, nó có kích thước là 17 inch và nó sẽ là 17 nhân cho 13 inch nhân cho 17 inch luôn. Đó, cái này nó sẽ là quy chuẩn của châu Âu nha anh em, nên sẽ tính bằng inch chứ nó không tính bằng cm. Như là cái thùng nó quy đổi ra cm thì ở ngăn trên này nó sẽ quy đổi ra cm nè anh em. À không, cái này nó quy đổi ra cm nè. 44 nhân cho 33,3 nhân cho 18,3 cm là nó sẽ quy ước như là chiều dài, chiều rộng và chiều cao nha anh em. Đó là cái thùng đầu tiên mình đã giới thiệu với anh em. Thì cái thùng thứ hai mình vừa giới thiệu với anh em là DWST17804. Nó sẽ có kích thước lần lượt là dài rộng cao là 43 cm nhân cho 31,5 cm nhân cho 17,5 cm nha anh em. Đó, rất là trong cái cuốn này thì nó sẽ có chi tiết hơn những cái sản phẩm của thương hiệu Dewar. Anh em có thể xem và tham khảo thử. Đó, và cái này là cái mà mình cũng sắp giới thiệu với anh em nè. Đây. Thì mình cũng xin nhắc lại giá của cái một cái thùng DWST17804 này là mức giá là 1.198.000 chưa bao gồm phí vận chuyển cho anh em. Cái này nhìn rất là chắc chắn, anh em cầm lên thấy nó cũng rất là đẹp. Sự ra mình thấy cái này mình cũng muốn mua về để mình trưng bày để trưng ở phòng á. Rồi, đây là cái thùng thứ hai. Và cái ngăn thứ ba thì mình cũng set up một cái thùng là DWST17804 luôn. Đây, thì cũng là 17804, nó cũng sẽ giống như cái thùng mà mình vừa mới giới thiệu cho anh em. Tại vì mình thấy là cái setup này nó cũng rất là hay để anh em có thể đựng được rất là nhiều đồ nghề cũng như là những cái vật liệu nhỏ. Thì trong khi là máy thì mình sẽ đựng ít nhưng mà đồ nghề thì có thể mình sẽ đựng nhiều hơn, nên mình sẽ sử dụng cái thùng này nhiều hơn. Đây, mình sẽ lấy ra. Rồi, cái thùng thứ ba là cũng là cái thùng ở mặt đáy cuối cùng mình sẽ setup, là một cái thùng nó sẽ có cái kích thước to nhất cũng như là có thể giúp được cho anh em đựng được đa số đầy đủ các máy móc ở trong này. Những cái thùng trên thì anh em có thể đựng được những cái pin sạc, hoặc là anh em có thể đựng được luôn là những cái phụ kiện nhỏ như là cờ lê, mỏ lết, kềm, dao, kéo gì đó thì nó sẽ tiện lợi hơn cho anh em. Và thùng dưới anh em lấy máy ra thì anh em sử dụng xong thì anh em cất lại thôi. Đây, thùng dưới mình cũng sẽ lấy ra cho anh em xem. Đây, và cái thùng này anh em thấy nó sẽ có
cái mã dưới đây DWST-17806 cũng được sản xuất tại thị trường là của Israel nha anh em, sản xuất là tại Israel, còn phân phối thì ở thị trường Việt Nam. Thì bây giờ mình sẽ mở cái thùng ra, anh em thấy về ngoại quan ở bên ngoài của thùng có một cái logo thương hiệu The World rất là đặc trưng, và cũng có như giới thiệu cho anh em là T-Shark, là cái hệ sinh thái của T-Shark là anh em có thể thấy là hai cái phần nối ở hai bên anh em đều có thể nối và chồng lên nhau được một cách rất là dễ dàng, và cũng như là chất liệu nhựa của nó rất là cứng cáp. Đây, ở bên trong của cái thùng này nó sẽ có một cái mâm, một cái mâm nhỏ này. Thì cái mâm nhỏ này anh em có thể đựng được những cái phụ kiện nhỏ kèm theo, ví dụ như là anh em đựng pin thì anh em có thể đựng cục pin 2A được ở dưới ở chỗ này, hoặc là anh em đựng những cái mỏ lết cái hoặc là cái đầu tiếp thì nó cũng rất là dễ dàng cho anh em. Và ngoài ra thì anh em thấy một cái hộc này thì anh em có thể hình dung ra được là có thể để được bao nhiêu đồ ở trong này rồi, rất là nhiều thứ anh em có thể để được trong đây. Thì mình cũng sẽ xem thử là cái kích thước của cái thùng này và cũng như là mức giá của nó sẽ là bao nhiêu nha anh em. Giá của thùng này thực sự ra nó cũng rất là rẻ, không có cao đâu. Đây, DWST-17806 của thương hiệu The World. Và bây giờ mình sẽ xem ở trong cuốn catalog kèm theo ở đây. 17806 ở đây thì anh em thấy kích thước lần lượt của nó sẽ là 44 nhân cho 33,3 nhân cho 30,2 cm, và nó sẽ chỉ có một cái ngăn nhỏ ở bên trong thôi nha anh em. Nó chỉ có một cái ngăn nhỏ này ở bên trong thôi, chứ nó không phải là nguyên một cái ngăn mà nó sẽ kéo dài qua đây luôn. Mục đích mà họ sản xuất ra như vậy để làm gì? Thì nhiều khi mà anh em để những cái máy mà dựng đứng lên á, như là những cái máy mài hoặc là những cái máy máy xích vít hoặc là máy khoan pin, anh em có gắn cục pin vô anh em dựng đứng lên, nó sẽ tiết kiệm được cho anh em được một cái diện tích ở đây. Anh em có thể dựng đứng lên và để đóng cái máy, đóng cái nắp của cái thùng này lại, và nó sẽ giữ cái máy nó nằm đứng luôn, có thêm diện tích cho anh em để anh em có thể dễ dàng sử dụng. Rồi, thì đây là một cái mẫu thùng với cái mã là DWST-17806. Thì mức giá của cái thùng DWST-17806 này nó sẽ có giá là 898.000 nha anh em. Thực sự ra với một cái thùng mà thiết kế như vậy cũng như là đẹp như vậy thì thực sự nó không phải gọi là quá đắt. Nếu như mà anh em có những cái công cụ nó giá trị thì anh em nên sử dụng những cái thùng chất lượng, để khi mà có xảy ra va đập thì anh em có thể bảo quản được cái sản phẩm của mình. Rồi, thì cuối cùng trong cái chương trình ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái xe đẩy. Một cái xe đẩy này thì anh em có thể để được rất là nhiều thùng. Anh em có thể, nãy là những cái thùng mà mình ví dụ cho anh em thôi, thì nếu như mà anh em nào mà muốn set up thêm những cái mà loại thùng khác cũng như là chức năng khác thì anh em có thể để vào những cái thùng mà của hệ sinh thái của thằng T-Shark này luôn, là anh em đều có thể di chuyển một cách rất là dễ dàng. Thì cái xe đẩy này có cái mã là DWST-17888 và cái mức giá ở sau thiết bị đang bán là 3.998.000, chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Anh em thấy ở trong cái phần này thì nó có một cái bảng mà giới thiệu cho anh em những cái mẫu thùng mà anh em có thể tùy chọn cho mình một cái mẫu thật là phù hợp và những cái kích thước thùng nó phù hợp để cho anh em có thể sử dụng. Đây, cái phần này nếu như mà anh em không xài á, anh em có thể kéo xuống và gặp lại, cất đi một cách dễ dàng. Thì hai cái dây này như anh em đã thấy hồi nãy mình đã giới thiệu với anh em, cũng như là nãy mình tháo ra, là khi mà anh em để thùng lên với một cái độ cao nhất định thì anh em sẽ cần sử dụng đến cái này. Anh em giữ cái thùng lại đến khi mà anh em đẩy đi di chuyển á, cái thùng nó sẽ, khi mà anh em dừng lại đột ngột quá, cái thùng nó sẽ giật ra như vậy, nhưng mà nó sẽ giảm thiểu được cái chấn mà khi mà nó đàn hồi lại, thì cũng rất là hay. Và cái xe đẩy này anh em cũng có thể làm một cái xe đẩy trong gia đình vẫn được nha anh em. Và anh em thấy về cái độ cứng cáp của nó, tuy là cái này nó là bằng nhựa nè đó, nhưng mà nhựa cứng và rất là chắc cú luôn á. Về những cái bản lề của nó nè, mình nó đúng là cái The World nó thiết kế là hàng nào của nó nhìn cũng rất là cứng cáp. Anh em có thể nhìn ở phần bên dưới những cái bánh xe cũng rất là chắc, mà anh em thấy ở đây có một cái khóa, khi mà anh em khóa này rồi thì rất là khó để anh em có thể mà di chuyển cái bánh xe này, rất là cứng cáp nha anh em. Đó, thì bây giờ mình sẽ gắn lại và cho anh em xem lại cái thao tác, nó rất là đơn giản. Đây,
Thì bây giờ mình sẽ gắn trước cái thùng này nha anh em. Phần này khi mà anh em gắn vào rất là đơn giản nè, anh em chỉ cần đưa cái móc vào thôi, phần móc hai bên lại, đó là một loại nó đã vừa đủ rồi. Đây là thùng tiếp theo, anh em mở hai móc của nó ra, đưa vào và khóa lại. Đó, nó cũng rất là chắc chắn nha anh em. Rồi, tầng tiếp theo mình còn hai tầng nữa. Thì đây mình lưu ý nhắc lại với anh em luôn là anh em có thể tùy ý sắp xếp như thế nào cũng được, tùy theo là anh em sử dụng cái thùng nào của cái thằng ti sắt này thôi. Nó rất là nhiều mẫu, thì anh em nào muốn tham khảo thêm anh em có thể lên trang web storethietbi.com hoặc là storethietbi.vn để có thể lên xem được các mẫu thùng của store thiết bị đang hiện đang có bán tại store thiết bị luôn. Đây và tầng cuối cùng mình sẽ lắp lên cho anh em xem. Đó, vậy là xong. Anh em lắp xong, anh em muốn sử dụng, xe này có một cái logo ngay tay cầm của thương hiệu Dewar làm rất là đẹp, có chữ plus ở đây, nên chỉ cần ấn vào đưa tay cầm lên thì trượt hai cái thanh nhôm này lên. Là hai thanh nhôm này làm cũng rất là chắc nè anh em, nhôm này nó cứng lắm. Đó, phần này nó sẽ giới thiệu cho anh em cũng như là hướng dẫn cho anh em cách sử dụng. Và cái này là bước cuối cùng. Đây, và mình cũng sẽ muốn nhắc lại với anh em luôn về cái phần mà chở tối đa của nó nha anh em. Đây, quay lên đây giùm em. Nè, thấy chưa? Anh em thấy phần này sẽ chở tối đa được cho anh em 100kg. Sẽ chở hàng được ở trên này nè anh em, 100kg. Và cũng như là khi mà anh em mang vác cái vật dụng này khi mà đi lên cầu thang á, sẽ tối đa là 50kg nha anh em. Thì đây là một cái hệ tiêu chuẩn. Thì nếu như mà anh em nào mà hơn 100kg hoặc là hơn 50kg khi mà di chuyển lên cầu thang vẫn được, nhưng mà nhà sản xuất không khuyến cáo, không khuyến khích cái phần mà anh em làm như vậy thì nó sẽ rất là mau hư cái này. Thì cái nào mà khi mà nó thiết kế ra cũng có một cái độ nhất định của nó thôi. Và cái xe mà cái xe đẩy này nó cũng sản xuất tại Israel nha anh em. Đó, và cái phần dây này anh em chỉ cần gài lại như thế này thôi. Dây này nó cũng có cái một cái mạc của logo của Dewar nè, nhìn rất là đẹp. Đó, anh em có thể tùy chỉnh cái dây này vậy thôi, thì anh em có thể xách thêm một cách dễ dàng. Đây, tổng thể của cái xe. Rồi, thì bây giờ mình sẽ chống lại cho anh em xem thử nha. Đó, đẩy đi thử nè. Bây giờ mình dùng rất là nhiều lực thì mình mới có thể đẩy đi được cái này. Đó, anh em có thể nhổng lên để anh em có thể di chuyển được. Đây, rất là gọn gàng luôn, anh em thấy đưa rất là nhẹ nhàng chứ không phải gọi là nó bị một cái gì gọi là nó bị nặng tay đâu anh em. Đó, giờ mình nhấc hết cái thùng này lên. Đó, anh em thấy nó cũng rất là nhẹ, nhưng mà khi mà anh em bỏ công cụ rồi này kia vô á thì nó sẽ tương đối nặng đó, tại vì nó sẽ tối đa của nó sẽ là 100kg nha anh em. Tối đa là 100kg, và khi mà di chuyển lên trên cầu thang và các vật dụng như là nó có gồ ghề á thì sẽ tối đa là 50kg thôi. Cái đó để bảo đảm an toàn cũng như là giữ cho cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ được bền bỉ hơn. Đó, đó là tất cả những gì mà hôm nay mà StoreThietBi muốn giới thiệu cho anh em trong cái video này. Nếu như là anh em nào mà muốn tham khảo thêm những cái mẫu thùng ti sắt của thương hiệu Dewar, anh em có thể lên trang web StoreThietBi.com hoặc là StoreThietBi.vn để có thể xem được thêm nhiều mẫu. Và anh em có thể liên hệ với StoreThietBi luôn qua số hotline 078 6766 818, hoặc là đến trực tiếp StoreThietBi với địa chỉ là 262/1/15 phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, để anh em có thể ghé và xem. Trước khi đến anh em cứ gọi cho mình trước ha. Cảm ơn anh em đã xem video. Có một cái nút đăng ký ở bên góc bên phải, anh em bấm vào đó để đăng ký, cũng như là bấm dấu chuông để theo dõi những cái chương trình khuyến mãi cũng như là review các sản phẩm mới của StoreThietBi nha anh em. Cảm ơn anh em và hẹn lại anh em trong một cái video tiếp theo. Chào anh em.